Hey, xin chào mọi người nha. Thì nói chung ra là hôm nay mình sẽ ra đây và mọi người biết làm gì không? Là nói chung ra là mình hái lá lốt nha. Thì nói chung ra hôm nay mình hái lá lốt mọi người. Đây, lá lốt cực kỳ ngon luôn mọi người. Đấy, quá im. Cái này mình sẽ hái lá lốt về mình xào hoặc là mình nướng này kia rất là hấp dẫn luôn mọi người. Nguyên một đám ở đây, nhiều lắm. Thì mình sẽ hái cho mọi người. Thì nói chung ở đây là rất là nhiều luôn. Mọi người xem nè, nhiều lắm. Giờ mình sẽ hái cho mọi người trứng cá nè. Mà để trứng cá không ăn. Mời mọi người. Thấy không? Trứng cá nè. Ngọt hết. Lá bự không mọi người. Này mình hái về mình sẽ làm một món gì thiệt ngon nha mọi người. Thì thành quả của mình là nãy giờ được nhiêu đây mọi người. Một bịch này là mình đủ rồi nha mọi người. Mình đủ là mình làm món ăn. Muối nhiều ở đây, muối rất là to, muối nhiều lắm mọi người. Thì đây, đó. Mình sẽ đem về mình chế biến món ăn nha, như đây đủ ăn không mọi người. Là gỗ lá lốt mọi người. Mình sẽ cuốn mình quấn rồi mình thưởng thức cho mọi người. Nói chung ra về công đoạn đang làm. Nói chung ra là mình hái lá lốt, giờ mình sẽ ấy nha. Là món. Đây, này lá lốt mình nãy mình ấy nha mọi người. Cái quá chắc không nhìn không ngon. Nói chung ra là hôm nay làm chỉ món đơn giản mà thôi mọi người. Cái bò nè. Chạy lên đây, vô ăn lên nha. Đây. Đây là lá lốt nè mọi người. Quá im. Đây mọi người nhìn hấp dẫn không? Làm tuy không đẹp như người ta, ngon là được. Vừa ăn rồi, ngon. Mình thử con này nữa nha. Ăn lột ra nó ăn là ngon lành. Ăn là tươi ngon luôn mọi người. Gạch không. Đây, mời mọi người ăn cái lò nóng gà mồ hôi luôn. Mời mọi người dùng với mình nha. Ngon. Rất là ngon rồi. Em thì biết. Chị nói chung muốn ăn mình ăn ở đây không mọi người. Thì mong cô chú chị xem thì trong một like và đăng ký ủng hộ mình nha. Giờ muốn ăn hoàn thiện. Đây. Bye bye, chào mọi người nha.